Giờ Nam hiểu lòng tôi. Cặp đôi bùng nổ nhan sắc gây sốt mạng xã hội, mỹ nhân xinh như búp bê cặp kè sao Nam hot nhất 2023. Thời gian gần đây, Thành Nghị đang trở thành cái tên vô cùng ăn khách, được giới chuyên môn và cả khán giả đánh giá cao về năng lực diễn xuất. Sau thành công kể từ bộ Liên Hoa Lâu, cái tên Thành Nghị càng được đánh giá cao hơn bao giờ hết. Liên Hoa Lâu là một trong số những tác phẩm truyền hình Trung Quốc thành công nhất mùa hè 2023, nhận về điểm số cao cùng những bình luận khen ngợi từ khán giả. Nhờ tác phẩm này, Thành Nghị được xếp vào hàng một trong những sao Nam thuộc phái thực lực đầy triển vọng của màn ảnh Hoa ngữ. Nếu Nam chính Thành Nghị đã quá nổi tiếng với năng lực diễn xuất thì Trương Sơ Hy cũng có nhiều tác phẩm thành công, tuy nhiên năng lực của cô ít nhiều còn gây tranh cãi. Dù vậy, khán giả vẫn đặt kỳ vọng cao vào màn tái xuất lần này của mỹ nhân họ Trương. Đặc biệt, nhan sắc xinh đẹp như búp bê vốn rất hợp với tạo hình hiện đại của cô cũng được đánh giá cao trong lần tái xuất này. Giờ Nam hiểu lòng tôi kể về chu cựu Trương Sơ Hy và Phó Vân Thâm Thành Nghị. Họ cùng nhau tìm kiếm một loại thảo dược để nghiên cứu thuốc, thế nhưng sau đó thành quả của Phó Vân Thâm lại bị anh em cùng cha khác mẹ Phó Tây Châu cướp đoạt. Chưa kể Vân Thâm còn gặp tai nạn, gần như trở thành người tàn phế. Giữa thời điểm khó khăn nhất, chú cựu xuất hiện, trở thành làn gió tươi mới cứu rỗi cuộc đời đang nội toàn của Vân Thâm. Tuy nhiên sóng gió vẫn chưa hết, liên tiếp những biến cố hiểu lầm xảy ra giữa hai người, đặc biệt bí mật quá khứ còn được khơi gợi, khiến mối quan hệ của cặp đôi rơi vào bế tắc. Sau khi lên sóng những tập đầu tiên, ngoài diện mạo vô cùng tương xứng của cặp đôi, Giả Nam hiểu lòng tôi cũng nhận về khá nhiều lời khen. Hình ảnh góc quay màu phim nịnh mắt, kịch bản cũng gãy gọn, cuốn hút là những cảm quan ban đầu của khán giả về tác phẩm này. Hiện phim đang rất được kỳ vọng sẽ trở thành bom tấn của màn ảnh Hoa ngữ mùa hè năm nay.